Tình yêu và thù hận. Tác giả Mộc Miên. Tập 3. Kỳ Hân đang ngồi ở bàn ghi ghi chép chép, còn Minh Quân đang hăng say nghiên cứu máy tính. Cô bình thản bước vào, ngồi hẳn lên đùi của người đàn ông đó, nũng nịu. Chồng! Xuống đi! Minh Quân gay gắt nhìn Kỳ Mỹ, khó chịu. Em ra ngoài kia ngồi chờ, hoặc có thể về biệt thự trước. Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian nói chuyện với em. Kỳ Mỹ ngại ngùng e thẹn. Vậy em ra ngoài kia ngồi, chồng cứ làm đi, một lát xong vợ chồng mình cùng về. Kỳ Hân đúng lúc đó gặp từ khó, cô theo thói quen bắt đầu cắn bút, người kia gọi lớn. Đem qua đây, cắn cho lắm vô, mai mốt lại đi sửa răng đó, đồ con heo. Kỳ Hân bị anh ta nói vậy thì bực bội. Tôi con heo thì anh con lợn, ai mà biết mấy từ này, với lại cái gì cũng biết thì quá siêu nhân rồi. Anh so về lập trình chắc gì đã bằng tôi. Minh Quân cười cười. Được, cô thích thi về cái gì? Kỳ Hân sừng sốt. Tôi nghĩ đã, rồi sẽ thách đấu với anh. Minh Quân chỉ cho cô ấy một số lỗi dịch sai và những từ cô chưa hiểu rõ nghĩa. Nhìn hai người cực kỳ ăn ý, làm cho Kỳ Mỹ có chút lo sợ. Trước kia, cô ghét Nguyệt Trà ra mặt, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác hôm nay khác hoàn toàn đối với những ngày trước đó. Minh Quân không bao giờ trêu chọc cợt nhã với bất cứ cô gái nào, lúc nào anh ấy cũng nghiêm túc, lạnh như băng, vậy mà cô gái này lại khác. Kỳ Mỹ ngồi xuống bàn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng toan tính. Từ xưa đến nay, tất cả những ai có tư tưởng muốn tranh giành với cô đều nhận kết quả thảm khốc. Trong công ty, họ ngầm hiểu quy luật này, nên chỉ dám ôm mộng với Dĩ Đình, không ai dám lại gần chủ tịch. Họ thừa hiểu con người của Kỳ Mỹ, bề ngoài luôn dịu dàng, ngọt nhạt, nhưng thực chất là giết người không dao. Cô ta cứ im im, coi như không biết, nhưng ra tay rất nhanh gọn. Tai mắt của cô ta có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần có biến là lập tức thông báo. Sự việc ở khách sạn hôm đó là Minh Quân cố tình tung ra để cho ba mẹ cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cậu ra lệnh không ai được để rõ mặt Kỳ Hân. Cậu còn muốn lần này đợi họ về nước sẽ thẳng thắn từ chối hôn sự này. Kỳ Hân sau khi được thông não một hồi rồi lại ôm đống tài liệu ra bàn ngồi dịch tiếp. Cô gái bên cạnh tươi cười. Có cần em giúp gì không? Không cần, tôi tự làm được. Kỳ Mỹ thản nhiên ngồi vào bàn, dắt chéo chân để lộ cặp giò trắng muốt. Cô ta rót ly trà nhâm nhi thưởng thức. Ở vị trí đối diện này, cô dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Hân. Kỳ Hân vẫn không có quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ cắm đầu dịch thuật. Kỳ Hân mỗi khi bước vào việc như biến thành một con người khác. Cô dịch nhanh nhay nháy, chỉ một lát đã giải quyết xong cả đống sổ sách. Kỳ Mỹ lấy đại một cuốn coi thử, cô ta khá trầm trồ. Tài liệu này đa phần chuyên ngành, có một số từ khá khó, vậy mà cô gái kia lại dễ dàng vượt qua được. Kỳ Mỹ hơi cười. Anh Quân, cần em giúp cái gì không? Em ngồi không ngứa chân ngứa tay chết đi được đó. Minh Quân vẫn đang chăm chú gõ bàn phím còn không có ngẩng đầu. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây không có việc gì cho em hết. Kỳ Mỹ phụng phịu. Hay em phụ cô ấy dịch hết tài liệu này cho anh. Chưa kịp để Minh Quân phản ứng, cô ta đã lấy một tập ngay trước mặt, nhưng bị Kỳ Hân dằn lại. Mệt mỏi cô quá, đã nói không cần. Cả hai người cùng trố mắt nhìn theo, nhất thời không dám tin lời của Kỳ Hân vừa mới nói. Cô nói xong, ngay lập tức quay về một nét mặt đăm chiêu. Kỳ Mỹ sôi tới ứa gan, nhưng vẫn phải làm bộ ngọt ngào. Anh Quân, cô nhân viên này tính khí khô khan quá. Minh Quân hơi mỉm cười. Em có thấy heo nào biết lãng mạn không? Có tay dòng họ nhà heo đó. Kỳ Mỹ nghe thấy mùi mờ ám quanh đây. Cách Minh Quân gọi cô gái kia có gì đó cưng chiều. Cô ta ngồi tựa đầu vào ghế,
lấy điện thoại lướt qua một loạt tin tức, nhìn những tấm hình Minh Quân đăng ẩm một cô gái che mặt tràn ngập trên mạng mà cô hận không giết chết được con ả khốn kiếp đó. Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Kỳ Hân rồi lại chăm chú nhìn cô gái trong tấm hình, dấy lên một nỗi hoài nghi vô hình. Liệu có phải cô ta không? Càng lúc, ruột gan cô lại rối như tơ giò. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cô xách túi ra khỏi phòng trước khi đi lên không quên căn dặn. Chồng ơi, em đi ra đây hẹn bạn, một chút nữa em quay lại, anh nhớ đợi em, tối nay mình đi ăn ngoài đó. Minh Quân xua tay, ra hiệu cô cứ tự nhiên. Kỳ Mỹ vừa mới bước ra ngoài, thì Nguyệt Trà cố tình hấp tấp, đụng phải. Chồng tài liệu rơi bịch xuống đất, cô ta liên tục xin lỗi. Xin lỗi em, chị sơ ý quá, em có sao không? Kỳ Mỹ mỉm cười, cúi xuống phụ Nguyệt Trà lượm lại chỗ sổ sách. Cô bất ngờ thấy một tấm hình của Minh Quân và cô gái kia đang ngồi chung một xe. Mặt Kỳ Mỹ bắt đầu biến sắc, những đường gân xanh hơi giật giật. Cô ta nhẹ nhàng nói nhỏ. Tại sao chị lại có tấm hình này? Nguyệt Trà luống cuống. Sự việc không có như em nghĩ đâu. Hôm đó tăng ca tới gần 10 giờ đêm mới nghỉ, cho nên chủ tịch đành phải chở cô ấy về. Cổ không có xe, nghe nói gia cảnh khó khăn lắm, toàn đi xe bớt làm không à. Kỳ Mỹ không trả lời lại mà bỏ đi ngay sau câu nói đó. Cô ta giãy tay kêu tài xế lái xe tới quán bar để xả stress. Ngồi trong xe, bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu. Xưa nay, Minh Quân của cô chưa có bất cứ cô gái nào dám tư tưởng, vậy mà hôm nay lại có người dám ngang nhiên thách thức. Công ty chưa từng có tiền lệ tăng ca tới khuya vậy. Lần này về nước, thái độ của Minh Quân đối với cô khác hẳn, cảm thấy có gì đó nó lạnh nhạt xa cách. Cô nhắm mắt thở dài. Mọi khi cô vẫn luôn tự cho mình là số một khi sở hữu người đàn ông dạng người mê của thành phố này. Nhưng bây giờ, cô bỗng thấy mông lung. Minh Quân nhất định phải là của cô, của duy nhất một mình cô, không ai có quyền cướp đi anh ta. Chiếc xe lao đi dùng dút, không mấy chút dừng lại ở quán bar quen thuộc. Mỗi lần về nước, Kỳ Mỹ lại tới đây. Cô thích cái quán này nhất bởi trong đó một tầng thiết kế riêng theo kiểu miền quê rất lịch sự, tao nhã, không có xô bồ như mấy chỗ khác. Cô mệt mỏi bước thẳng lên lầu. Phía dưới tiếng nhạc vẫn đang đập đinh tai nhức óc. Mấy tên đàn ông chỉ trỏ nhau. Cô gái kia thiệt là ngon quá hen. Tới làm quen đi anh em. Bọn chúng liếm mép bám sát theo Kỳ Mỹ. Cô vẫn không hay biết gì, yêu cầu phục vụ mang một chai rượu, còn mình lựa một góc khuất yên tĩnh ngã lưng. Mắt hơi khép hờ, tận hưởng âm nhạc du dương mà lòng vẫn đang buồn tê tái. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày mới bước chân tới nhà của Minh Quân, ngày mà hai đứa vẫn còn nhỏ. Anh luôn quan tâm cô từng chút một. Có lần thấy cô bị bắt nạt, anh còn xông vào đánh nhau với mấy gã ục ịch. Hắn ta lại là con trai cưng của chủ tịch thành phố. Kết quả, Minh Quân bị ba cho no đòn. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều vì thương anh. Cuối cùng, anh lại phải mua đồ dỗ ngược lại cô. Anh dạy cô không được mềm yếu, phải luôn chấp nhận những việc mình làm. Cô nhớ, mỗi buổi đến trường đều ngồi sau xe của anh. Đi đến đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh. Hồi xưa, lúc đi học, anh luôn là nam thần trong mắt các cô gái. Tất nhiên, cô với danh nghĩa em gái cũng được ưu ái hơn. Một ngày, cô nhận được không biết bao nhiêu là quà, lá thư của các cô gái nhờ gửi cho Minh Quân. Cô đành làm người đưa thư bất đắc dĩ. Nhưng không một ai hay biết rằng toàn bộ lá thư và đồ kia đều bị ném hết vào sọt rác. Năm Minh Quân học hết 12, anh ấy nhận được học bổng sang New York. Cô vì muốn cần cạnh anh nên cũng phấn đấu bằng được. Sau này, khi ba mẹ cô sang đó hứa hôn cho cô và Minh Quân, thì anh ấy lại nặng nặc đòi trở về đây lập nghiệp. Anh cũng không còn thân thiết với cô như hồi bé, mà càng ngày càng có khoảng cách. Nè cô em, cho anh ngồi chung tâm sự được không?
Kỳ Mỹ mở mắt nhìn sang bên cạnh là ba tên nhuộm đầu xanh đầu đỏ, cân cân cáo cáo. Chúng tự nhiên ngồi xuống cầm chai rượu tu một mạch. Cô hất hàm. Cúc! Mấy tên này cười sặc sụa. Cô em nóng tính quá đó. Qua đây, tụi anh cho cô em quên hết sầu muộn. Dùng thử cái này đi. Chúng vừa nói, vừa đưa ra viên thuốc màu trắng, bỏ vào ly của Kỳ Hân, rồi đưa cho cô uống. Cô không nói không rằng, cầm nguyên chai rượu đập thẳng vào đầu tên đó. Máu me bè bét, tên đó ôm cái đầu quằn quại dưới đất. Con mẹ nó, giết nó đi! Đúng lúc đó, cả toán bảo vệ bước vô, tên nào cũng khúm núm. Chị Mỹ, chị có sao không? Xin lỗi chị vì để chị chứng kiến cái cảnh tượng này. Cô gái kia mặt đỏ gay gắt. Lôi tụi nó ra ngoài. Tôi hy vọng đây là lần cuối. Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái quán này lo mà dẹp đi. Dạ dạ, tụi em nhớ rồi. Chị ngồi đây, em kêu mấy đứa ra phục vụ chị. Mấy tên kia bị đấm đá túi bụi rồi lôi đi ngay tức khắc. Kỳ Mỹ lướt điện thoại bấm một dãy số dài. Qua luôn đi, vẫn là chỗ cũ. Chừng 15 phút sau, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tay cầm một cặp sách, anh ta đến gần chào. Lần này cô hẹn tôi gấp vậy, có chuyện gì quan trọng à? Người này là Phạm Viết Kiên, luật sư nổi tiếng của thành phố. Cậu ta đồng thời là bạn thân của Kỳ Mỹ. Cô giọng vẫn cứ điều điều. Tôi muốn cậu giúp tôi tra ra thông tin cô gái này, càng sớm càng tốt. Kỳ Mỹ đưa điện thoại có tấm hình và máy thông tin cơ bản của Kỳ Hân. Viết Kiên gật đầu rồi nhanh chóng đi luôn. Kỳ Mỹ vẫn ngồi lại một mình, nhìn ngắm mấy chậu hoa xinh xinh đang khoe sắc. Cô hái một bông rồi bóp nát trong tay mình lúc nào không hay. Cô cứ một mình ngồi trầm tư như vậy tới gần giờ tan tầm mới trở lại công ty. Vừa mới bước vào phòng đã không thấy bóng dáng Minh Quân đâu. Cô gái kia cũng mất tâm. Kỳ Mỹ giận run người, cô đấm mạnh tay xuống bàn. Hầm hầm bỏ ra ngoài, nhưng chưa kịp mở cửa, thì cô gái đó đã bước tới, tay cầm thêm một chồng tài liệu nữa. Kỳ Hân thậm chí không thèm nhìn Kỳ Mỹ, càng làm cho Kỳ Mỹ sôi máu. Lúc này không có ai, trong này không có camera, nên Kỳ Mỹ muốn nhân cơ hội dằn mặt một chút. Cô nhanh chóng chốt lại cửa, bẻ các khớp tay rồi lầm lì tiến đến buông lời thách thức. Cô là ai? Sao lại dám ngang nhiên vào phòng chồng tôi? Kỳ Hân vẫn không có thời gian mà quan sát sắc mặt người kia. Cô trả lời cục lũng. Tôi là nhân viên thôi. Hiện bây giờ tôi bận lắm. Hẹn cô khi khác nói chuyện. Kỳ Mỹ quất tới tận cổ. Chưa một ai trong công ty này dám có thái độ như vậy với cô. Cô ta không chút nể nang xông vào tát thẳng vào mặt của người kia. Kỳ Hân quá sức bất ngờ, cô ôm má ném ánh mắt viên đạn nhìn cô gái đó. Cô bị điên rồi hả? Câu nói như giọt nước tràn ly. Mỹ Kỳ lao tới, lần này cô ta quyết tâm xử cho ra bả. Trước kia cô vẫn xử các cô gái trong công ty có ý định dè dãn Minh Quân cái kiểu này. Kết quả cô gái nào cũng sợ mất mật. Sau hôm đó là xin nghỉ việc luôn. Nhưng hôm nay cô gặp đúng đối thủ. Kỳ Hân nhếch mép, túm chặt cánh tay bẻ ngược ra sau, thúc mạnh vào bụng rồi lại tung gót chân giáng mạnh vào lưng. Kỳ Mỹ mới có vài chiêu đã nằm bẹp dưới đất, cô ta rú lên. Con khốn nạn, mày chết với tao. Kỳ Hân đứng dậy phủi tay, cô có chút khó hiểu. Cô bị bệnh gì không biết được nữa, đang yên đang lành xong vào đánh người ta. Tôi đi làm kiếm cơm nuôi bản thân, nuôi cha mẹ tôi nữa, tôi đâu có rảnh mà đi đôi co với các người. Kỳ Hân xem ra khá tức giận. Cô ôm chồng tài liệu còn đang dịch dở đi một mạch về phòng kinh doanh. Ngân Hà đang trong phòng bàn bạc với Vĩ Đình. Nghe tiếng cạch cửa, cô cố tình ngã vào người kia rồi dây hai bên thái dương. Em tự dưng bị hoa mắt, mệt quá. Kỳ Hân về bàn của mình, mở máy tính tiếp tục công việc. Vĩ Đình dìu Ngân Hà ra bên ngoài. Cô thấy trong máy tự dưng xuất hiện một phao lạ. Cô tò mò mở ra ấn thử. Trong đó, một loạt các bức ảnh giường chiếu của cô với Minh Quân được gửi cả vô đây. Có bức cô quặp chặt, miệng còn chảy cả nước miếng.
Một số hình ảnh bị cắt ghép cảnh hai người trần trụi không có mảnh vải che thân. Cô bịt miệng, mắt mở to hết cỡ. Kiểu này có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích nổi. Thảo nào, hồi nãy vợ sắp cưới của Minh Quân lại nổi điên như vậy. Cô nhanh tay xóa hết các bức hình đó, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Vào được đây chắc hẳn là Ngân Hà, mà sao cô ta lại có những tấm hình kia được? Phòng của Minh Quân không lẽ có người đã lén gắn camera? Mà cũng không đúng, ở đó ai dám liều mạng vậy được chứ? Cô nghĩ nát óc vẫn không ra, cuối cùng đành mặc kệ, ngồi dịch tài liệu và chữ nọ xọ sang chữ kia. Đến tối mịt, nhìn đồng hồ đã 8 giờ, cô mới uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay, sau cuộc đụng độ với Kỳ Mỹ, cô đoán kiểu gì tối về gặp cô ta cũng rắc rối. Nhưng nếu không về đó, cũng không có chỗ mà đi. Cô lê bước chân nặng nhọc ra khỏi đây, ánh mắt vẫn còn mơ màng, khó hiểu. Tâm trạng của cô lúc này cực kỳ tệ, chán nản nên chỉ muốn cuốc bộ một mình, hít thở một chút khí trời cho nhẹ nhõm. Xưa kia cô vẫn mường tượng cảnh thành phố tấp nập nhộn nhịp vào công ty lớn này sẽ oai phong lắm. Bây giờ vô được, cô mới ngắm cái câu thương trường là chiến trường. Ở đây ganh đua đấu đá khốc liệt, con người sống với nhau bằng sự giả tạo, đố kỵ, bè lũ. Cô không biết có thể trụ được bao nhiêu lâu, nhưng nếu mình rời đi, cô cũng chưa biết phải làm cái gì tiếp theo. Cô cứ chậm chậm một mình bước đi, vừa đi vừa ngắm quang cảnh nơi này. Công nhận, hôm nay cô mới có thời gian ngắm chúng. Chỗ này đang ngập tràn hoa giấy. Càng về khuya, dưới ánh đèn đường, màu hoa khoe sắc thắm đỏ rực cả góc trời. Cô thấy mấy em bé đang đi thể dục cùng ba mẹ, bé nào cũng cười thích mắt. Cô bỗng nhớ về ba mẹ của mình. Họ luôn yêu thương chăm sóc cô nhiều vô hạn. Tự dưng, ngay lúc này đây, cô thấy trống trải, cô đơn, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ chạy về ôm chầm lấy mẹ, cùng bà ra vườn cuốc đất trồng rau. Tối đến, cả nhà quay quần nhâm nhi tách trà bàn chuyện phím. Có lẽ, cuộc sống bình yên giản dị đó mới thực sự hạnh phúc. Tự nhiên, sống mũi thấy cay xè. Sở dĩ cô một mình lên đây lập nghiệp để muốn kiếm thật nhiều tiền giúp ba mẹ cô sau này sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cô muốn họ được du lịch khắp nơi, tận hưởng tuổi già. Cả cuộc đời ba mẹ cô đã vì con mà vất vả ngược xuôi. Đã đến lúc cô phải tự mình lo cho ba mẹ. Kỳ Hân hít thở thật sâu. Cô dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp. Phía sau, bỗng có tiếng còi xe inh ỏi làm cho cô giật mình. Theo phản xạ, Kỳ Hân nhảy tót vào sát trong vỉa hè rồi mới quay lại. Minh Quân đang lái xe tới sát chỗ của mình. Anh ta kéo thấp kính xuống, ngó đầu ra ngoài. Tôi thuê cô làm giúp việc, vậy mà bây giờ vẫn có tâm trạng ngắm trăng thưởng hoa. May là tôi thuê có mình cô, chứ ai cũng như cô kiểu này chắc tôi sạt nghiệp đó. Cứ tưởng cô ấy sẽ gân cổ lên mà cãi, nhưng không. Kỳ Hân xị mặt, mắt đượm buồn. Thấy vậy người kia thoáng bối rối rồi giục. Lên xe nhanh lên. Bây giờ tôi không có gọi cô là con heo nữa, mà gọi cô là đồ con rùa. Có ai tối đêm thế này mà lang thang một mình ở đây chứ? Cô không biết đón xe mà về à? Kỳ Hân vẫn không đáp. Cô leo lên xe, nhắm chặt mắt lại. Minh Quân đoán chắc cô đang gặp chuyện gì, thì anh hỏi. Cô sao vậy? Hồi nãy tôi có cuộc họp quan trọng nên đi gấp. Tôi bây giờ mới quay lại công ty đây. Ai bắt nạt cô hả? Hay là không khỏe ở đâu? Kỳ Hân khó chịu gắt gỏng. Anh nói nhiều vậy, im đi cho tôi ngủ chút. Người kia chưng hửng, mặt dài ra cả khúc. Đến mức này, không biết mình là chủ hay là mình là nhân viên phục vụ cô ta nữa. Trên suốt đoạn đường về, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào. Vừa mới về đến biệt thự, Kỳ Mỹ đã nghênh đón từ xa. Cô ta mặc cái váy mỏng tanh, hai giây thấy cả nửa bầu ngực căng mọng. Đến Kỳ Hân nhìn còn nóng bắt. Cô ta đang cười tươi như hoa, nhưng phát hiện ra Kỳ Hân thì nụ cười tắt liệm. Minh Quân nhẹ nhàng. Cô vào nhà dọn cơm đi, tôi ăn nữa. Kỳ Hân xuống xe đi vào nhà.
Cô cúi chào dì Sáu, rồi xuống thẳng bếp dọn đồ ăn. Dì Sáu kéo cô lại một góc thì thầm. Dì nói mày nghe nè, cẩn thận con bé Kỳ Mỹ nghe không? Con này nó thâm độc lắm, đừng có dây đụng vào nó. Nó với cậu Quân sắp đính hôn rồi, nghe nói cuối tuần này thì phải. Kỳ Hân cười cười. Con biết mà, dì cứ yên tâm đi, con dọn cơm đây. Hôm nay con đói quá, dì à, dì nấu những cái món gì đó? Bà Sáu vui vẻ mở cái nắp nồi, giới thiệu từng món ăn. Bà phụ cô đem các thức ăn lên bàn. Minh Quân lát sau mới vô, cậu bước nhanh vào phòng. Kỳ Mỹ cũng đi ngay sau đó. Phải cả nửa tiếng sau, hai người mới trở ra. Phòng của Minh Quân cách âm khá tốt, nên bên ngoài không thể nghe được. Khi đi ra, cả hai đều đã thay bộ đồ khác. Khỏi cần nghĩ, cũng biết họ đã làm gì trong đó. Minh Quân ngồi vào bàn, nhìn chỗ đồ ăn đã nguội lạnh, thì chỉ sang Kỳ Hân. Ngồi xuống ăn luôn. Kỳ Hân chỉ chờ có dậy, không chút kiêng dè, ngồi lại ăn ngon lành. Kỳ Mỹ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Quân. Cô ta cứ ổng ẹo đòi ăn hết món này sang món khác, đến mức Minh Quân phải phát cáu. Em có tay, không tự gấp được hả? Kỳ Hân mau mau ăn cho xong rồi đi lau nhà. Ở đây làm Kỳ Đà cản mũi họ, chắc cô sẽ bị đuổi việc sớm. Cô cứ dọn dẹp nhà tới gần 11 giờ mới xong. Lúc mệt nhòi, thấy khát cô cả cuốn họng, cô lần xuống tủ lạnh kiếm nước uống. Kỳ Mỹ đang đứng đó từ khi nào? Cô ta vẫn cái váy von mỏng tanh, hở hang, hở trên hở dưới, nhìn đầy khiêu khích. Chắc mày chưa nếm mùi của axit nên chưa biết sợ rồi. Kỳ Hân thấy cô ta đã mất kiểm soát thì không đáp lại. Cô muốn yên ổn sống qua ngày nên lẳng lặng uống nước rồi đi lên lầu. Vừa mới quay lại bước đi thì nhận ngay một ly nước hất thẳng vào mặt. Cô vẫn thản nhiên không hề biến sắc. Kỳ Mỹ tức tối vẫn không có ý định muốn buông tha. Cô ta mỉa mai. Ba mẹ mày chắc cũng cái loại không có ra cái gì. Suối mày lột đồ đi câu dẫn trai có vợ. Cứ leo lên giường với hết thằng này sang thằng khác kiếm tiền nuôi hai cái loại già đó quá. Tao thấy tội nghiệp cả nhà mày. Đúng là dột từ nóc. Không có sai. Cha mẹ nào thì con nấy. Câu nói vừa mới dứt. Kỳ Mỹ ăn liên tiếp mấy cái tát như trời giáng vào mặt. Cô ta rít ầm lên, nhưng Kỳ Hân vẫn không có buông tay. Cô càng ra sức tát mạnh hơn nữa. Khi dì Sáu chạy lại lôi Kỳ Hân đi, cô mới chịu dừng tay. Kỳ Hân vẫn còn nghiến răng. Mày còn dám mở miệng nói mấy câu đó nữa, mày chết với tao. Dì Sáu run run. Lên phòng, nghe dì, lên phòng ngủ đi. Kỳ Mỹ gào lên. Mày cút ra khỏi chỗ này, nhà tao không cần cái loại giúp việc như mày. Cái loại chó la liếm phản chủ, cút ngay. Kỳ Hân vẫn bình thản. Cô cũng chỉ là cái loại ăn nhờ ở đậu, cô đâu phải là chủ của tôi. Khi nào chủ tịch đuổi, tôi tự khắc sẽ đi. Cô có khác gì tôi đâu, tốt nhất thì yên phận. Cái loại đàn bà điêu ngoa như cô, đàn ông họ không có chán mới lạ đó. Mặc cho Kỳ Mỹ đang giãy đành đặt chửi rủa, Kỳ Hân vẫn tự nhiên đi vào phòng của mình. Dì Sáu cũng theo sát ngay sau đó. Khi vào tới phòng, bà lo lắng. Con dại lắm, dì đã nói tránh xa nó ra rồi mà con cứ dậy không à. Con này nó như con quỷ đó, không phải con người nữa. Nó có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Họ và chúng ta ở từng lớp khác, mình đừng có ôm mộng mà trèo cao té đâu con à. Kỳ Hân gật đầu. Cô vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm. Cô muốn hét lên thật to cho quên đi hết mọi muộn phiền. Bây giờ cô đã hiểu cái giá của đồng tiền. Người có tiền họ nói gì cũng luôn đúng. Còn những kẻ nghèo hèn, thấp cổ, bé họng, dù có giỏi giang, có cố gắng bao nhiêu, cũng không có ai coi trọng. Cô không biết mình nằm đó ngủ thiếp đi bao lâu. Chỉ khi thấy người lạnh cống cô mới choàng tỉnh. Lấy dội cái khăn tắm tròn lên người, rồi nhanh chóng lên giường ngủ một mạch tới sáng. Bên phòng kia, Minh Quân cẩn thận chốt cửa bên trong. Cả đêm cậu trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi hôm có Kỳ Hân ở đây, cứ nửa đêm cô lại leo lên giường. Mấy ngày đầu Minh Quân còn phản ứng lại, nhưng sau đó cậu mặc kệ.
Hình như có cô ôm mình từ phía sau lưng, cậu thấy ngủ ngon, không bao giờ bị thức giấc. Cậu dần đã quen với sự xuất hiện của Kỳ Hân. Ở cô có gì đó rất thu hút và quyết liệt, nhất là trong công việc. Tính cô rất hợp gu với Minh Quân, đã làm là làm cho tới nơi tới chốn. Hồi nãy thực ra ngồi trong này, Minh Quân đã quan sát thấy cảnh đụng độ của hai cô gái đó, nhưng cậu không muốn ra mặt. Cậu biết Kỳ Mỹ nên phải dạy dỗ lại. Xưa nay gia đình cậu chiều quá nên con bé sinh hư. Thực tâm cậu chỉ coi Kỳ Mỹ như em gái ruột của mình. Con bé năm lớp 7 thì chuyển về đây, được ba mẹ cậu nhận làm con nuôi. Hôm đó, mẹ cậu qua đường xém nữa bị xe tải tông trúng, thì một cô bé gầy rộc đen nhẻm chạy tới đẩy bà ra. Cô bé bị tông trực diện, đập vào thành kính rồi văng xuống đất. Kỳ Mỹ năm đó bị thương rất nặng, đa chấn thương, dập lá lách, máu tụ ở đầu. Sau này cô được đưa về chăm sóc. Sau đó ba mẹ Minh Quân nhận cô làm con gái nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Càng lớn, cô gái này càng bộc lộ tài năng lãnh đạo thiên bẩm. Cô rất giỏi trong các lĩnh vực kinh doanh và đàm phán. Mẹ Minh Quân vì sợ con trai lấy phải người vợ bất tài, đào mỏ, nên bà kiên quyết gán ghép cho Kỳ Mỹ. Dù sao hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, nếu Kỳ Mỹ là con dâu, cô sẽ ở bên ông bà suốt đời, hơn nữa sẽ giúp Minh Quân san sẻ bớt gánh nặng. Minh Quân sau một hồi lăn qua lộn lại, quyết định lấy điện thoại nhắn một tin. Pha cho tôi một ly cà phê. 10 phút, 20 phút sau, không thấy cô hồi đáp lại. Minh Quân chắc mẩm Kỳ Hân đã ngủ rồi. Cậu dậy mở máy tính tiếp tục làm hết bản kế hoạch còn dang dở. Sáng hôm sau, như thường lệ, Minh Quân tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu bước ra ngoài ăn sáng chuẩn bị đi làm. Kỳ Mỹ đang đeo tập về đảo đồ ăn. Cô ta thấy Minh Quân thì hí hửng. Chồng, ngồi vào bàn đi, em nấu xong rồi. Hôm nay mới có dịp nấu cho anh ăn. Từ bây giờ em sẽ thường xuyên vào bếp. Minh Quân không có hơi đâu mà để ý mấy cái lời này. Anh đảo mắt như muốn kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng không có thấy cô xuất hiện. Dì Sáu, cô ta đâu rồi? Sao không chịu dậy sớm làm việc vậy? Dì Sáu luống cuống. Cậu chủ, đợi tôi một chút, tôi vào phòng gọi cái đã, chắc con bé ngủ quên. Kỳ Mỹ vội tắt bếp đổ đồ ăn ra dĩa, mang ra bàn rồi nghiêm mặt. Em muốn đuổi việc của ta ngay sáng nay. Minh Quân hơi nhíu mày, nhìn Kỳ Mỹ chán nản. Em trẻ con vậy, sao mãi không có chịu lớn? Kỳ Mỹ đến mức này thì không còn nể nang mà nói thẳng. Anh nói đi, giữa hai người có cái gì mờ ám, đúng không? Không thể đang yên đang lành mà cô ta vào cái nhà này được. Hay nó quyến rũ anh, cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Minh Quân gay gắt. Anh định cuối tuần đợi ba mẹ về mới nói chuyện này. Nhưng hôm nay anh sẽ nói luôn, sẽ không có đám cưới nào hết. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Anh mong em hãy tôn trọng cái điều này. Anh xách cặp đi luôn, không ngồi thêm bất cứ giây nào. Kỳ Mỹ vẫn chưa kịp định thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Dì Sáu gọi hoài, Kỳ Hân mới tỉnh dậy. Lúc này cô thấy trời đất quay tròn, đầu đau như muốn vỡ ra từng mảnh, nóng bừng bừng. Dì Sáu sợ hãi. Con sốt cao quá, nằm yên đây đi, dì đem cho con một chút gì ăn đỡ xong uống thuốc vào. Bây giờ đang có dịch sốt xuất huyết nguy hiểm lắm đó. Kỳ Hân muốn ngóc đầu dậy mà đứng lên không nổi. Cô nằm vật xuống gối lại, cầm cái điện thoại nhắn Đại một tin. Hôm nay cho tôi nghỉ, tôi bị bệnh rồi. Cô lớ ngớ, nhắn sao lại nhầm sang Vĩ Đình. Chưa đầy một phút, người kia lập tức gọi lại. Kỳ Hân mệt mỏi ấn nút nghe. Sao nữa? Vĩ Đình dò hỏi luôn. Em có ổn không? Đang ở đâu vậy? Nhận ra tiếng của Vĩ Đình, Kỳ Hân đập mạnh vào đầu. Cô đã kịp nhận ra mình vừa mới nhắn lầm. Không, em không sao. Đau đầu chút thôi, ngồi xíu là khỏe lại à. Anh không cần phải lo.
Vĩ Đình giọng có chút ngập ngừng. Hôm nay bên đối tác hẹn gặp bàn về cái bản hợp đồng em đang phụ trách. Em có cố sắp xếp đi được không? Lúc 2 giờ chiều, bây giờ em không có đi, thực sự không có ai thay thế được hết. Nếu em mệt quá, anh sẽ nói bên họ trời sang buổi khác. Kỳ Hân biết công ty đối tác này rất quan trọng. Nếu hôm nay dời lại, sẽ không còn cơ hội. Cô không cần nghĩ ngợi mà nói luôn. Em đi được, một lát em qua công ty. Không cần, em đứng ở chỗ siêu thị đi. Anh không có ở công ty, một lát anh qua đó chở em đi luôn. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tới gần giờ thì qua cũng được. Kỳ Hân đồng ý rồi tắt máy. Cô nằm úp mặt xuống gối, bây giờ không nghĩ được chuyện gì khác. Dì Sáu vừa múc chén cơm với chút đồ ăn thì Kỳ Mỹ đã nhào tới hất tung cái dĩa bể tan tành. Cơm bắn tung tóe. Cô ta điên tiết. Bà bị điên rồi hả? Bà coi cô ta là nữ chủ nhân của cái nhà hả? Mà bưng cơm nước rót tận miệng cho nó. Hay là bà muốn nghỉ việc luôn? Đúng là cái loại sướng quá rồi làm tới à? Bà Sáu cúi xuống dọn dẹp cái chỗ này. Bà vẫn lý nhí giải thích. Cô ấy bị bệnh, dậy không có nổi, nên tôi đem đồ ăn giúp. Mình là người mà, đừng có sống ác nhẫn tâm quá, thì trời mới thương. Ở đây có camera đó, cô làm vậy cậu chủ nhìn thấy hết, không có hay đâu. Kỳ Mỹ chột dạ, cô ta ra ngoài đón taxi, không biết đi đâu, có lẽ tới công ty Minh Quân. Bà Sáu ngán cái tính tiểu thư của cô gái này tới tận cổ. Bà đi lấy chén cơm khác mang vào cho Kỳ Hân. Cô cố gắng ngồi dậy ăn cho hết cơm, mặc dù cứ nghẹn ứ ở cổ. Nhưng bây giờ mà không ăn thì chiều nay không có sức mà đi làm. Khi ăn xong, cô cầm lấy thuốc bà Sáu đưa cho uống một hơi hết sạch. Con nằm nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài dọn dẹp cái đã. Nếu không, một lát cô ta lại lên cơn thì mệt lắm. Con cảm ơn dì. Không sao, con ngủ đi. Bà Sáu ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Kỳ Hân thì nhắm mắt lướt qua những dự án mình đã làm để một lát biết cách thuyết trình. Cô vẫn mường tượng khi sang công ty kia sẽ có rất đông người nghe cô báo cáo. Càng nghĩ, đầu càng đau như búa bổ. Cuối cùng, cô chép miệng, ngủ một giấc cho tỉnh táo. Bây giờ mà cố nghĩ nữa thì cô đi chầu Diêm Dương luôn. Kỳ Hân ngủ tới 12 giờ thì lết dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Cô lựa một bộ đồ công sở kín đáo, trang điểm nhẹ cho đỡ nhạt, rồi cầm theo cái tài liệu đi ra ngoài. Dì Sáu ngạc nhiên. Con đang bệnh không ở nhà thì lại đi đâu nữa? Con tới công ty có việc gấp, dì ở nhà đi. Nhìn Kỳ Hân vội vã như vậy, bà Sáu đoán chắc có việc quan trọng nên chỉ dặn dò qua loa. Bây giờ nắng gay gắt, mới ra tới sân mà cô đã thấy chết choáng. Kỳ Hân đón một chiếc taxi tới thẳng chỗ hẹn với Mỹ Đình. Chỉ 10 phút sau đã có mặt. Chỗ này gần một công viên. Cô rảo bước nhanh qua đó, chọn một cái ghế đá dưới gốc cây ngồi trú tạm. Phải cả nửa tiếng sau, Vĩ Đình mới xuất hiện. Cậu đậu xe ngay trước lối vào siêu thị, gọi điện cho Kỳ Hân. Từ bên này, cô mệt mỏi đi sang đường. Cô nói không rõ tiếng. Đi nhanh rồi còn về, em sợ không có trụ được lâu, mệt lắm. Vĩ Đình quan sát sắc mặt cô thấy tiều tụy rõ, thì vội hỏi. Anh chở em đi khám trước cái đã, một lát mình qua bên kia cũng được. Đi luôn đi anh, công việc quan trọng hơn, một lát em đi khám sau, nhanh lên không thì trễ đó. Vĩ Đình thấy vậy cũng không nói thêm, vội vàng lái xe tới chỗ hẹn, địa điểm là văn phòng công ty Hoa Sen. Hai người mới tới sảnh, đã có Lễ Tân đưa họ lên tận phòng họp. Kỳ Hân có chút nóng ruột, lo lắng. Cô không biết dự án này có được duyệt hay không. Vĩ Đình như hiểu được tâm trạng của cô nên mau chóng khích lệ. Họ bước vào phòng. Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế đợi sẵn. Ông ta đứng dậy tay bắt mặt mừng. Tôi là trưởng phòng kinh doanh. Hôm nay thay mặt công ty tiếp đón hai vị. Tôi chỉ có 20 phút nghe các vị trình bày, vậy nên mong hai người nhanh lên giúp tôi. Kỳ Hân mặc dù đang rất mệt mỏi, nhưng cô nhanh chóng lấy ra bản kế hoạch đặt ngay ngắn trước mặt của trưởng phòng.
Cô dõng dạc phân tích tất cả các mặt, lợi thế, ưu điểm của công ty mình, đồng thời chỉ ra những lợi ích nếu hai công ty hợp tác. Cách cô nói hùng hồn, đanh thép, không hề bị giáp hay lúng túng. Mỗi khi vị trưởng phòng dặn lại, cô đều xuất sắc vượt qua. Người đàn ông kia trong lòng đã dần thán phục, nhưng vẫn chưa dám tin cô gái trẻ măng này lại có thể làm một bản kế hoạch xuất sắc tới như vậy. Ông ta chăm chú nghe cô nói hết mới lên tiếng. Bản kế hoạch này cô làm mất bao lâu? Dạ, tôi làm trong 3 ngày. Vị trưởng phòng nắm chặt tay lại. Được rồi, tôi bàn bạc lại với chủ tịch cái đó. Có gì báo lại hai người sau. Tôi đi trước đây, hiện đang có cuộc họp quan trọng. Hai người đi sau nghe. Vĩ Đình và Kỳ Hân đứng dậy cúi chào. Người kia đi khỏi, cô mới thở phào. Anh thấy em nói như vậy có được không? Vĩ Đình mỉm cười. Rất tốt. Được rồi, anh dẫn em đi bệnh viện. Kỳ Hân không từ chối. Cô đành tới đó khám xem bị bệnh gì. Hồi nãy bây giờ uống thuốc vẫn không thấy ăn thua. Họ mới vào trong bệnh viện thì đã có người theo sau đang chụp tanh tách các bức hình. Chỉ vài phút trên mạng đã ngập tràn hình ảnh với tiêu đề. Giám đốc Vĩ Đình cùng một cô gái đi khám thai. Có tờ báo, ác hơn nữa thì lại nói tới vấn đề phá thai. Thông tin này quả là một cơn địa chấn trong thành phố. Không ai dám tin cái chuyện này bất ngờ ập đến nhanh tới như vậy. Kỳ Hân nhanh chóng bị truy lùng. Không quá khó khăn khi dân mạng tìm ra trang cá nhân của cô. Họ lập tức ào ạt xông vào buông những lời khiếm nhã. Thậm chí một số người còn đe dọa gặp đâu đánh đó. Nghe nói trước cửa công ty Lý Kim một loạt phóng viên đã có mặt. Kỳ Hân vẫn không hay biết gì. Cô được bác sĩ chuẩn đoán suy nhược cơ thể cộng với cảm lạnh nên mới bị sốt. Bác sĩ kê đơn rồi dặn cách uống theo liều lượng. Cô cảm ơn cầm to thuốc. Điện thoại của cô trong túi đang rung liên tục. Kỳ Hân mở nút nghe thì bên kia đã gấp gáp. Cô đang ở đâu đó? Tôi đi khám bệnh. Xong rồi đang chờ lấy thuốc để về. Cô đi dài. Kỳ Hân không muốn rắc rối nên không trả lời mà tắt máy đi luôn. Cô tới quầy thuốc thì thấy mấy nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Cô ta đó hả? Đúng không? Kỳ Hân có chút khó hiểu, nhưng bây giờ không có thời gian mà quan tâm. Cô cầm bịch thuốc đi thẳng ra ngoài. Vĩ Đình đang chờ ở sảnh. Họ mới ra khỏi bệnh viện thì một đám đông phóng viên đã có mặt. Anh Đình, cô gái này là ai vậy? Cô ta vào đây phá thai đúng không? Hai người đã quen nhau bao lâu rồi? Cô gái này người trong công ty anh, có đúng không anh? Họ cứ nhao nhao đặt câu hỏi. Vĩ Đình thực sự bối rối, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo quán tính, cậu nắm tay của Kỳ Hân thoát ra khỏi vòng dây, nhưng phóng viên cứ quay tròn. Đúng lúc này, từ phía sau một chiếc xe phi thẳng vào đám đông. Mấy người phóng viên sợ hãi dạt hết sang hai bên. Một giọng nói vang lên như sấm truyền. Lên xe! Kỳ Hân lúc này rất là mừng rỡ. Cô ráng hết sức lết lên xe. Vĩ Đình ở lại đối phó với mấy nhà báo đó. Minh Quân quét ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy người phóng viên một lượt. Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Ở đây camera đã ghi lại từng người một. Nếu hình ảnh hai người nhân viên và lãnh đạo của công ty tôi bị truyền ra ngoài, khi đó tổn thất của công ty là điều không có thể kể xiết. Vậy nên, các vị chuẩn bị tâm lý, tôi sẽ đến từng nhà, từng tòa soạn một tìm các vị đó. Lý Minh Quân tôi chưa từng biết nói đùa. Cậu chỉ nói vài câu rồi nhấn ga lao đi mất hút. Người phóng viên xem ra hình như đã ngấm đòn, không ai nói ai, đều lẳng lặng bỏ đi. Vĩ Đình nhìn theo chiếc xe có chút khó hiểu. Hai người đó có mối quan hệ gì ta? Tại sao Kỳ Hân lại quen cậu ấy? Trên xe, Kỳ Hân bây giờ nằm rạp xuống ghế, đôi môi khô khốc, cả người nóng ran. Minh Quân nhìn cô bất giác có chút xót xa trong lòng. Cậu không hỏi, không có trách cứ mà chuyên tâm lái xe. Lâu lâu liếc qua nhìn cô.
chiếc xe tới thẳng một căn biệt thự ngoại ô thành phố. Biệt thự này nhỏ hơn biệt thự của Minh Quân lần trước. Kỳ Hân lúc này đã bắt đầu mê man không thể dậy được. Minh Quân xuống xe, không suy nghĩ mà ẵm thóc cô vô nhà. Kỳ Hân mất dần nhận thức, buông thõng hai tay phó mặc cho số phận. Cậu ẵm cô vào căn phòng sạch sẽ, tuy nhỏ nhắn mà nhìn rất ấm cúng. Kỳ Hân nằm trên giường vẫn rên hừ hừ. Minh Quân thì vội vàng đi kiếm cái khăn sạch nhúng nước lạnh dắt kiệt rồi mang vào đắp lên trán cô. Anh pha một ly nước cam mang vào tận nơi, đỡ Kỳ Hân ngồi dậy dỗ dành cô uống cho hết rồi hãy ngủ tiếp. Cô cố gắng hết sức tu một hơi hết sạch, xong lại nằm bẹp một góc. Phải gần tối cô mới thấy đỡ hơn một chút. Khi Kỳ Hân mở mắt, thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Cô nhớ lại cái chuyện hồi chiều, vẫn còn rùng mình. Cô vẫn không hiểu tại sao phóng viên có mặt ở đó, mà họ hỏi những câu nói đó là có ẩn ý gì. Cô chống tay ngồi dậy, mệt nhọc bước ra khỏi phòng. Kỳ Hân thấy có mùi thơm của đồ ăn. Cô tò mò bước theo. Khi nhìn thấy Minh Quân đang nấu ăn, cô trố mắt không dám tin đây là sự thật. Trong thâm tâm, người quyền quý như anh ta thì làm sao biết làm mấy cái việc như thế này. Trong khi cô đang ngơ ngác thì Minh Quân đã lạnh giọng. Cô si mê tơi tới mức không có nhúc nhích luôn hả? Kỳ Hân ngượng ngùng đỏ mặt, cô lảng sang chuyện khác. Sao lại đưa tôi tới đây? Minh Quân vẫn đang đảo đồ ăn, bình thản đáp. Bây giờ cô ở đây dọn dẹp cho tôi, sáng tôi chở cô đi làm, nhà kia có gì xáo rồi, chứ ở đó mà nghe cô với em tôi cãi nhau chắc tôi điên đầu mà chết đó. Cái tiếng em của tôi, cậu cố ý ngân dài làm cho Kỳ Hân chột dạ. Cô ngớ ngẩn hỏi lại. Ủa, chứ không phải đó là vợ của cậu hả? Minh Quân lắc đầu, cậu giục cô ngồi vào bàn, còn mình bưng đồ ăn đặt ngay ngắn. Nhìn cái cách trang trí mà Kỳ Hân sóc tập 2. Cậu toàn là nấu các món ăn dân dã, trang trí rất là bắt mắt. Kỳ Hân gắp thử một miếng thịt bò. Cô thấy chua chua ngọt ngọt vừa chín tới. Cô đưa tay bái phục. Ngon. Ăn nhiều một chút, ăn cho khỏe, còn đi đàm phán với tôi. Công ty Hoa Sen họ đồng ý hợp tác rồi. Hồi nãy họ còn khen cô có năng lực. Kỳ Hân nghe tin này mà mừng rơn. Cô cúi xuống ăn một mạch, công nhận Minh Quân nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị cô. Minh Quân ăn rất từ tốn, lâu lâu mới gắp một món ăn góp vui. Cậu hôm nay mở lời rất nhiều, còn Kỳ Hân vừa ăn vừa nghe chứ không có bàn luận. Khi đã no căng bụng, cô mới dương vai đứng lên. Cảm ơn anh, tôi tưởng lên thành phố không còn được ăn mấy cái món này nữa. Hồi xưa ở nhà đó, ba tôi nấu ăn ngon cực kỳ luôn. Dì Sáu nấu ăn ngon mà toàn mấy cái món sơn hào hải vị. Tôi thích dân dã hơn. Minh Quân hơi cười. Qua đây là cô nấu tôi ăn đó, chứ tôi hơi đâu mà phục vụ cô mãi được. Vừa lúc này tiếng điện thoại vang lên. Kỳ Hân chỉ nhìn lướt qua cái chữ mâm ở trên màn hình. Minh Quân cầm điện thoại ra ngoài. Không biết họ nói gì mà xem ra có vẻ rất căng thẳng. Kỳ Hân nhìn ra bên ngoài, thấy bóng lưng của Minh Quân to lớn, nhưng cô đơn đến lạ. Cô bất chợt nhớ đến lời của ba mình dặn. Người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, lại thực ra rất đáng tin cậy. Họ cố tạo một vẻ bọc gai góc để không ai dám đến gần, nhưng thực ra họ có một trái tim ấm, nóng. Cô đứng dậy, thu dọn chén đũa, đi rửa, nhưng anh chạy sộc từ ngoài vào, giật lấy đồ trên tay của cô, anh nhăn nhó. Ngồi đi, đang bệnh đừng có động vào. Minh Quân nhanh thoăn thoắt dọn sạch cái chỗ chén đũa. Cậu làm nhanh, gọn, hệt như một người lao động chân tay thường xuyên. Kỳ Hân ngồi vô bàn, cô nhìn xung quanh một lượt rồi ngập ngừng. Xin lỗi anh. Minh Quân đang rửa chén, bất chợt dừng lại. Cô bị hâm hở? Đang yên, đang lành, xin lỗi cái gì? Sau khi có lương, tôi sẽ đi thuê nhà trọ. Tôi không để anh khó xử nữa. Anh quá tốt với tôi rồi. Tôi không thể để mình trở thành cái gánh nặng cho anh hoài. Chuyện của anh với cô gái kia, tôi cũng không có biết khuyên như thế nào.
Nhưng ba tôi dạy, đời người ngắn ngủi, phải lấy người mình yêu thương mới có ý nghĩa. Tiền bạc phù du quan trọng đó, nhưng mà không bằng tình thương, sự chân thành. Nếu hai người không có đồng điệu suy nghĩ, rất khó sống với nhau, chán nản lắm. Sau này, những đứa con sinh ra trong gia đình như vậy cũng không có thể phát triển tốt được. Minh Quân chăm chú nghe cô nói một hồi. Cô dù mới quen nhưng cậu cảm nhận được gần gũi, thoải mái. Ở bên cô, cậu thấy mình tự do, được sống thật với bản chất vốn có. Cậu có thể tâm sự mọi chuyện trên đời. Suy nghĩ của cô hoàn toàn trùng khớp với cậu. Trước kia, Minh Quân luôn tập trung cao độ và phát triển sự nghiệp. Cậu thấy nữ nhân rất nhàm chán, không có muốn tiếp xúc với họ. Nhưng cô gái này xuất hiện rồi giống như làn gió mát giữa trưa hè gay gắt. Cô có cái gì đó rất là thu hút, đặc biệt làm cho cậu luôn muốn lại gần khám phá. Khi tiếp xúc gần rồi thì lại muốn giữ cô ở riêng bên mình, không có muốn cô quen biết thêm bất cứ người nào khác. Khi nhận được tin hình ảnh cô và Phỉ Đình đang tràn ngập ở trên mạng, cậu lập tức sai người gỡ toàn bộ, khóa luôn trang cá nhân của Kỳ Hân, đồng thời giữ luôn điện thoại. Cậu sợ thấy cô phải lo lắng, sợ những giọt nước mắt của cô. Kỳ Hân thấy Minh Quân vẫn dửng dưng thì không nói tiếp. Cô đi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Minh Quân cũng lôi máy tính ra làm việc. Điện thoại cậu vẫn rung liên tục. Minh Quân cuối cùng mở nút nghe, bên kia giọng của mẹ cậu đang quát tháo. Con bị cái gì đó? Vì một con trà xanh mà dám bỏ mặt vợ của mình, điện thoại của mẹ con cũng ngắt ngang nữa. Mẹ tối nay về đến nơi rồi đó, 8 giờ là đến sân bay. Hai đứa ra đón ba mẹ. Minh Quân thở dài. Con kêu chú Bình lái xe ra chở ba mẹ về nghỉ. Sáng mai con về, hôm nay con đang bận chút việc quan trọng. Con có tin ngày mai con bé đó què quạt quạt cục luôn hay không? Con là người hiểu mẹ rõ nhất mà. Mẹ không thích nói hai lời, mẹ tra ra cả nhà nó rồi đó. Minh Quân bực bội. Con không cho phép mẹ động vào người nhà của cô ấy. Con cũng không có để yên cho mẹ làm vậy đâu. Nếu mẹ không tin, mẹ cứ thử đi. Cậu còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Chị nháy mắt đã có tin nhắn gửi đến. 8 giờ ở sân bay, nhớ đó. Minh Quân quăng cái điện thoại sang một bên. Tâm trạng của cậu lúc này cực kỳ tệ. Cả đời cậu luôn phải sống theo sự sắp đặt của ba mẹ mình. Ngay từ nhỏ, ba mẹ cậu đã luôn khinh thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cậu luôn tâm niệm nghèo sẽ đi đôi với hèn. Bà ghét nhất không có môn đăng hộ đối, bởi theo bà, nếu lấy một cô gái nghèo không có khác gì sự sỉ nhục bản thân. Kỳ Hân hồi nãy định ra hỏi Minh Quân điện thoại của mình để ở đâu, thì vô tình nghe thấy cuộc hội thoại này. Cô lặng người đứng dựa vào tường. Minh Quân giật mình khi phát hiện ra cô đứng sau mình. Cậu cố gắng nở nụ cười. Không có sao đâu, cô cứ ở đây, chỗ này không có ai biết hết. Hôm nay ba mẹ tôi về, một lát tôi phải đi đón họ, chắc sẽ về trễ. Cô cứ ngủ trước đi, đừng có chờ. Tôi có chìa khóa rồi, khi nào tôi về tôi tự mở được. Thực ra cô không phải là gánh nặng của tôi. Tôi thấy cô có tài nên không muốn công ty khác cưỡng cô đi mất. Chúng ta hai bên cùng có lợi nên đừng có áy náy. Tôi cũng thích có người nấu có mấy món dân dã cho tôi ăn. Ở trọ bên ngoài phức tạp lắm. Ở đây luôn đi, dọn dẹp nấu ăn cho tôi là được. Bao giờ ai trước cô thì tôi chuẩn bị của hồi môn cho. Kỳ Hân bật cười. Cô không muốn cậu phải buồn bã suy nghĩ thêm nữa nên ngồi đó pha trò. Cô kể các câu chuyện cười mà có mình cô cười, còn anh thì vẫn trơ như khúc gỗ. Nhưng mà kệ đi. Kỳ Hân vẫn không để bụng, cô tiếp tục kể các câu chuyện khác, giọng cô vẫn đều đều. Hồi xưa có một chàng trai Tây yêu một cô gái Việt Nam. Lần đó về Việt Nam chơi, cô đưa cậu đi chợ tới sạp thịt heo. Chàng trai bập bẹ tiếng Việt, tiếng được tiếng mất. Mua cái chỗ bụng đi em. Cô gái kia vội chỉnh ngay. Chỗ này gọi là thịt ba rọi, không phải thịt bụng. Chàng trai gật gù ghi nhớ từ bụng là ba chỉ. Tối về, cậu tỏ tình với cô. Anh thật ba chỉ yêu em. Minh Quân đang nhâm nhi ly trà,
thì phục cả ngụm nước trong miệng. Anh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Kỳ Hân cười toe toét, xem ra khoái chí lắm. Hai người bây giờ đã dần mở lòng với đối phương hơn, không còn xa cách như mấy hôm trước nữa. Gần 7 giờ, Minh Quân rời đi, cậu căn dặn cô ở trong nhà khóa hết các cửa lại, đồng thời đưa cho cô cái điện thoại dự phòng của mình. Với lý do điện thoại của Kỳ Hân đang bị lỗi nên phải sửa cái đã. Anh nhanh chóng lái xe tới sân bay, từ đây qua đó mất khoảng 30 phút. Anh đi sớm đề phòng kẹt đường. Hồi nãy tới bây giờ, Kỳ Mỹ gọi cả chục cuộc, nhưng anh vẫn không nghe máy. Minh Quân tới sân bay ngồi trong phòng chờ. Đúng 8 giờ, ba mẹ của cậu đẩy hành lý bước ra. Anh đứng dậy đi nhanh về phía họ. Kỳ Mỹ cũng không biết tới từ lúc nào, chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ. Ba mẹ đã về, con nhớ ba mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Mẹ thương, đừng có khóc. Lần này về mẹ sẽ làm chủ cho con. Bà Ngọc Hà nắm chặt lấy tay của Kỳ Mỹ, nhìn con trai nghiêm giọng. Vợ chồng phải biết chăm sóc nhau. Con bé lặn lội từ xa về đây mà con lại vậy. Bận thế nào thì bận, cũng phải dành thời gian cho nhau nữa chứ. Ông Lý Minh Hiển vội thúc giục vợ đi về, vì tới nhà hãy nói. Đề phòng bọn săn tin ở đây. Minh Quân đi trước lấy xe. Kỳ Mỹ vẫn đang sụt sùi kể lể những ấm ức của mình. Cô ta còn thêm mắm thêm muối khi nhắc đến Kỳ Hân, làm cho bà Ngọc Hà càng tức giận. Bà quyết tâm ngay ngày mai sẽ đến công ty để coi cô gái kia là ai mà dám dè dãn cả con trai của bà. Ngồi trên xe, cả ba người cười nói vui vẻ, vì chỉ có Minh Quân vẫn lạnh tanh như thường. Họ về tới nhà cũng đã tối mịt. Dì Sáu vội vàng nghênh đón từ cửa, chạy ra xách đồ cho ông bà chủ. Mẹ của Minh Quân đi vào nhà, bà gọi con trai ngồi vào ghế rồi nhẹ nhàng thông báo. Ba mẹ tính tuần này làm đám hỏi, cuối năm mới cưới. Nhưng bây giờ ba mẹ tính lại rồi, mình gom chung làm một, sang tháng tổ chức hôn lễ luôn. Hai đứa lên danh sách sẵn đi, lần này ba mẹ sẽ tổ chức lớn, không thể sơ sài được. Minh Quân nhíu chặt mày. Không được, tụi con là anh em, không có thể có chuyện đó được. Ba mẹ nghỉ ngơi, con đi xử lý công việc cái đã. Con thông báo trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Ba mẹ cậu mặc dù đã nghe Kỳ Mỹ kể sơ qua, nhưng không nghĩ con trai lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Mặc cho mẹ mình đang gào khàn cả cổ, nhưng Minh Quân vẫn lạnh lùng bỏ đi. Cậu một mình lái xe tới quán bar, chọn cái góc tối ngồi một mình. Uống hết mấy ly này sang ly khác. Từ xa, Linh Đan bước lại gần, dẫn cái dáng nóng bỏng quyến rũ đến chết người đó. Cô cười tươi. Anh Quân, sao lại ngồi uống rượu một mình buồn vậy? Cô ta tự nhiên ngồi xuống, im lặng say mê nhìn ngắm Minh Quân không chớp mắt. Ngoài kia, nhạc vẫn dập sập sình. Ở góc tối, hai con người này nổi bật bừng sáng khắp nơi đây. Họ không nói với nhau câu nào mà mỗi người một ly tự rót tự uống. Linh Đan uống tới ly thứ 10. Cô đứng dậy đi liêu xiêu thì ngã ngục vào lòng Minh Quân. Đôi bồng đào vô tình đập hẳn vào mắt người kia. Cậu bối rối đẩy cô nằm xuống ghế rồi giãy tay gọi phục vụ. Chăm sóc cho cô ta tử tế. Linh Đan giữ chặt cánh tay của Minh Quân bật khóc tu tu. Anh không chút thương cảm hất mạnh tay cô rồi đi thẳng. Cậu mới ra tới cửa thì thấy một tốp đang chỉ trỏ. Linh Đan kìa anh em ơi, qua bên đó chơi cô ta một chút. Tên cầm đầu là con trai duy nhất của bộ trưởng. Hắn ta từ lâu đã nổi tiếng ăn chơi trác táng, ức hiếp con gái nhà lành. Có biết bao nhiêu vụ những cô gái tố cáo hắn ta hiếp dâm, nhưng cuối cùng hồ sơ đều bị tẩy trắng. Hắn ta cười đầy dâm đảng, lại chỗ của Linh Đan nằm vuốt cặp giò trắng nõn thèm thuồng. Ngon đó. Minh Quân nóng mắt, bước lại cho chúng một bài học. Nhưng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Cậu nhìn thấy cái dãy số kia thì vội bấm nút. Tiếng của Kỳ Hân gáp gáp. Anh ơi, về lẹ lên, tôi sợ quá. Minh Quân nghe mà nóng rực cả người. Cậu lại gần mở camera quay một đoạn, chụp hình lia lịa rồi cố tình nói lớn.
Bằng chứng tôi đang giữ, các người động thử cô ấy xem. Nếu qua đêm nay cô ấy có mệnh hệ gì thì xác định đi là vừa. Cô ta không phải con nhà dễ động tới đâu. Cậu ngoắc tay cho nhân viên phục vụ. Đưa cô ta vào phòng, lo mà bảo vệ cô ta chu đáo. Bằng không, mạng của cậu cũng đừng có hòng mà giữ. Minh Quân chỉ kịp nói tới đó, rồi vội vàng bỏ đi. Trong lòng cậu vẫn đang ngổn ngang lo lắng. Minh Quân vừa mới đi khỏi, thì Linh Đan ngồi dậy, cầm ly rượu sóng sánh, khẽ nhấp một ngụm. Tôi thích mẫu người như vậy đó. Một người cười nham nhở. Cái thằng đó chẳng qua có ông bà già nó chống lưng nên cái mặt mới dinh dáo như vậy đó. Chứ nếu tự lực cánh sinh coi, chưa biết ai hơn ai à. Mấy tên còn lại thì cười ồ lên. Không có đâu, tao thấy mày giỏi nhất cái khoản chơi gái không à. Bọn chúng bật cười ha hả, rủ nhau lên lầu, cùng nhậu tiếp. Minh Quân gọi cả chục cuộc, nhưng điện thoại toàn là dùng phủ sóng. Cậu không kịp nghĩ ngợi mà cứ dậy leo lên xe, lao hết tốc lực. Trên quãng đường về nhà, cậu thấp thỏm không yên. Chừng 15 phút sau, Minh Quân đã về đến nơi, căn biệt thự lúc này vẫn sáng đèn. Cậu nhanh chân mới tới cổng đã bóp còi ầm ĩ. Kỳ Hân, cô có trong đó không? Nghe ra tiếng của Minh Quân, Kỳ Hân nhanh chóng mở cửa, nét mặt vẫn đang tái mét kinh sợ. Cô nhìn cậu lý nhí. Hồi nãy tôi thấy gió thổi vù vù, lại có tiếng trẻ con khóc, tôi sợ muốn tụt huyết áp luôn. Minh Quân lái xe thẳng vào trong, cánh cổng tự động khép lại. Cậu vẫn không biết tiếng trẻ con khóc ở đâu, hay cô mệt quá nên nghe lầm. Minh Quân đi trước bước vô, Kỳ Hân cũng rón rén bước sau lưng cậu. Cô vừa đi vừa sợ hãi, chỉ tay về hướng hồi nãy phát ra âm thanh. Minh Quân mạnh mẽ bước vô, cậu lục soát từng phòng một, nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Tới căn phòng chứa đồ, vừa mới mở cửa, thì một con mèo nhảy phóc ra ngoài. Kỳ Hân giật thót mình, ôm chặt lấy Minh Quân. Mãi khi nhận ra con mèo hoang, cô mới thở dốc. Hóa ra đây mới là nguyên nhân chứ không có tiếng khóc nào hết. Cô ái ngại. Xin lỗi anh, hồi nãy tôi sợ quá nên mới gọi điện cho anh. Tôi sợ. Minh Quân chỉ mỉm cười rồi bước về phòng mình. Thật ra khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Hân, anh mới thực sự sợ hãi. Bao nhiêu năm trong thương trường, dù gặp đối thủ mạnh tới cỡ nào, cậu cũng không có nao núng. Nhưng lần này, đúng thật, cậu bắt đầu xuất hiện điểm yếu. Cô gái này chính là điểm yếu chí mạng. Càng ngày, cô càng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của cậu. Kỳ Hân vẫn còn ngượng ngùng nên chui vào phòng ôm gối ngủ. Cô thấy hối hận và đã có lỗi với Minh Quân. Nếu không phải cô gọi, có lẽ cậu đang ở biệt thự bên ba mẹ của mình. Kỳ Hân lăn lộn trên giường, cố nhắm mắt gạt đi suy nghĩ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Tới nửa đêm, cô thấy cổ họng khô khốc, lò mò dậy đi rót nước. Khi vô tình bước qua ngang qua phòng của Minh Quân, thấy cậu vẫn chưa ngủ, Kỳ Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định pha thêm một ly trà hoa cúc. Hồi chiều cô thấy trên tủ có một bịch trà nên đoán chắc là Minh Quân thích cái loại này. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Minh Quân vẫn đang say mê trước máy tính. Thấy Kỳ Hân, cậu hơi ngạc nhiên. Sao không ngủ đi? Giờ này còn thức. Tôi khát nước, nhân tiện pha luôn cho anh một ly. Anh làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe. Anh mà bệnh ra đó là không ai trả công cho tôi đâu. Cô nhìn lướt qua màn hình, thấy một bảng thống kê hàng loạt các con số. Có những chỗ khoanh tròn, có chỗ lại bôi đỏ. Cô nhẩm tính vài giây rồi chỉ. Tăng cái này lên 1,2 mới chịu được lực. Của anh làm như vậy yếu quá, lại đứt dễ lún nữa. Các con số hàng A1 anh giảm đi ở vị trí thép, cát. Minh Quân kinh ngạc khi nghe cô gái kia nói. Cậu không ngờ cô biết cả những vấn đề này. Đây là bản kế hoạch của công ty đối tác gửi cho cậu. Minh Quân vừa mới mở ra xem, cậu khoanh lại tính kêu bên kỹ thuật ngày mai chỉnh sửa. Vậy mà cô gái này mới nhìn qua đã nhận ngay ra vấn đề. Cô còn say mê chỉ ra một loạt lỗi sai, làm cho Minh Quân tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, cô chốt hạ một câu.
Anh ngủ đi, sáng mai lên công ty tôi tranh thủ làm cho. Mấy cái này làm chút xíu là xong à. Sau này anh làm những việc quan trọng, còn tôi xử lý giam ba cái này cho. Anh cứ ôm đồm tất cả như vậy, không bệnh mới lạ đó. Cô kéo máy tính, nhanh thoăn thoắt gửi file này qua email của mình, rồi dục người kia đi ngủ. Cô cũng chạy tốt về phòng mình. Kỳ Hân cứ lăn đi lăn lại. Cuối cùng, gần 2 giờ sáng, cô cũng thiêu thiêu ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy ba mẹ của mình đang cười nói vui vẻ, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hôm sau, gần 6 giờ cô đã tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhưng mới tới phòng bếp đã thấy Minh Quân đang bày biện các món ăn ở trên bàn. Cậu còn để sẵn một ly sữa nóng. Kỳ Hân vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi cả hai cùng dùng bữa. Cô không quên nói khéo. Bữa sau để tôi nấu cho, hôm nay tôi ngủ quên chứ mai tôi cố gắng đặt báo thức. Ăn đi rồi còn đi làm, nhanh lên tôi còn có một số giấy tờ phải ký kết nữa đó. Nghe cậu nói vậy, Kỳ Hân cũng không dám nói thêm bất kỳ lời nào, mà cúi đầu ăn uống. Họ ăn xong thì cùng đi chung xe tới công ty. Bây giờ, ở công ty cũng mới lác đác một vài người. Kỳ Hân sợ người ta đồn đoán, nên cách một đoạn đã bắt cậu cho mình xuống xe đi bộ. Nhưng anh vẫn mặc kệ, chở thẳng cô vào hầm để xe. Mấy người bảo vệ thấy cái cảnh này thì không khỏi bàn tán. Kỳ Hân nơm nớp như đang làm việc xấu. Cô nhanh chân chạy trước về phòng làm việc của mình. Vĩ Đình đã tới đó từ khi nào? Nhìn Kỳ Hân chạy như ma đuổi thì lo lắng. Em sao vậy? Kỳ Hân xua tay, hơi thở ngắt quãng. Không sao, em... em chạy nhanh sợ muộn là bị trừ lương đó mà. Anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tới em. Vĩ Đình nghe cô nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Kỳ Hân mở máy tính sửa lại bản báo cáo hôm qua. Cô sửa số liệu xong lại còn ghi chú chi tiết từng hạng mục, trình bày lại thành một bản hoàn chỉnh. Cô nhắn tin cho Minh Quân, nhưng anh không nhắn lại. Bên ngoài, Ngân Hà và mấy nhân viên kia đang túm tụm xì xầm to nhỏ. Cô Kỳ Hân, có người cần gặp. Thu Trang vừa gõ cửa, vừa nói giọng vào. Kỳ Hân có chút thắc mắc, không biết ai tới tận đây tìm mình. Nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Trước mặt cô, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đôi mắt sắc như dao, tô son môi đỏ chót. Bà ta lạnh nhạt. Tôi là mẹ của Minh Quân. Tôi muốn gặp cô có chút việc. Kỳ Hân nghe những lời đầy mùi thuốc súng thì đã đoán chắc có chuyện lớn sắp xảy ra. Cô lễ phép cúi đầu. Cháu chào... Khỏi cần khách sáo, đi theo tôi. Bà Ngọc Hà dẫn cô lên xe đi tới quán cà phê cách đó không xa. Kỳ Hân không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng đi theo bà. Ngồi đi. Kỳ Hân ngồi đối diện với bà Hà. Bà không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Bà ta lấy ra một phong bì dày cộm đẩy ra trước mặt Kỳ Hân. Đây là 200 triệu tiền mặt. Tôi muốn cô xin nghỉ công ty này. Tôi sẽ giới thiệu cô vào công ty của bạn tôi ở thành phố khác. Tôi thấy cô còn trẻ, tương lai đang rất sáng lạn. Đừng có đâm hoàng trong bụi rậm. Con trai của tôi tháng tới sẽ cưới vợ. Tôi không có muốn nó có những vật cản không có đáng có. Kỳ Hân bây giờ đã hiểu ra vấn đề. Cô lập tức đứng dậy. Xin phép cô, số tiền này cháu không có thể nhận. Cháu cũng sẽ không có nghỉ việc vì cái lý do vớ vẩn đó. Nếu như cháu làm sai, thất thoát ngân sách công ty thì không cần đuổi, cháu cũng tự nghĩ. Hiện tại, cháu cảm thấy mình làm tròn trách nhiệm, chưa có sai sót. Cháu và chủ tịch chỉ là quan hệ nhân viên với cấp trên, tuyệt đối không có hệ quan hệ nam nữ. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cháu có việc cần làm. Hẹn cô khi khác. Bà Ngọc Hà nhếch mép giọng gằn lại. Mày đừng có lấy trứng chọi đá. Rượu mừng không uống là uống uống rượu phạt. Mạng của mày chỉ có đáng giá mấy chục thôi. Mày dám thách thức với tao là ngu. Kỳ Hân cúi đầu rồi quay người bỏ đi luôn, mặc cho người kia đang tức giận hất tung cả cái bàn xuống đất. Bà ta nghiến răng, nắm chặt các ngón tay. Mày chết với tao, cái quần khốn nạn. Kỳ Mỹ từ xa bước tới,
cô ta tháo kính ngồi xuống, giọng ngọt xớt. Mẹ thấy chưa? Cô ta trơ trẽn tới như vậy đó. Hồi bữa còn dám thách thức toàn bộ nhân viên công ty. Cô ta coi trời bằng dung. Con chỉ sợ anh Quân khổ. Bữa con nghe người ta kháo nhau, cô ta xài bùa lỗ ban của Thái Lan để quyến rũ đàn ông. Vĩ Đình còn bị u mê luôn mẹ. Bỏ con bé Ngân Hà chạy theo con giặc cái này đó. Nó xoay cả Vĩ Đình và Minh Quân như trong trống. Bây giờ con cũng không biết làm sao nữa. Con mệt mỏi lắm rồi. Bà ta nắm tay Kỳ Mỹ an ủi. Có mẹ ở đây để coi nó có dám làm cái gì. Mẹ sẽ tống cổ nó ra khỏi đây ngay lập tức. Nhiệm vụ của con bây giờ là cứ ăn ngon, sửa soạn cho thật đẹp để chuẩn bị làm cô dâu. Ba mẹ có mình hai đứa nên không thể để hôn lễ này sơ sài được. Ba mẹ chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc. Kỳ Mỹ xà vào lòng bà, đôi mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng hơi nhếch lên như cười. Cô ta đang vạch ra một loạt kế hoạch sẽ làm trong thời gian tới. Mục tiêu của cô ta là diệt cỏ, diệt tận gốc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Kỳ Hân về đến công ty mà tâm trạng treo ngược cành cây. Cô thấy hai cuộc gọi lỡ của Minh Quân với tin nhắn. Cô đang ở đâu đó? Kỳ Hân suy nghĩ, hồi lâu hạ quyết tâm nhắn lại. Tôi đang sửa xong bản kế hoạch hôm qua rồi, đưa email tôi gửi qua luôn cho. Người kia ngay lập tức gọi lại, nhưng cô tắt máy. Tôi đang làm, không có nghe điện thoại được. Cô tắt nguồn, rồi lại tập trung làm việc. Càng ngày cô càng thấy ngột ngạt, từng lời mẹ của Minh Quân nói vẫn đang văng vẳng bên tai. Cô biết bà ta nhất định sẽ không có đe dọa đâu. Kỳ Hân nhìn Vĩ Đình ngập ngừng. Em muốn ứng trước một tháng lương được không? Vĩ Đình nhìn xoáy sâu ánh mắt của cô, rồi bỗng nhiên cậu kéo ghế lại gần. Nghe anh đây, anh không biết giữa em và Minh Quân có mối quan hệ gì, nhưng em là nhân viên nên anh buộc phải nhắc nhở. Cậu ta chưa từng yêu ai thật lòng, tất cả chỉ coi như là gái qua đường. Hơn nữa, mẹ cậu ta với Kỳ Mỹ, hai người này không hề đơn giản, họ bất chấp mọi thủ đoạn. Ở đây, mấy người trong tầm ngắm đều đã bị họ hạ gục. Anh biết chuyện em đang ở nhà chung với cậu ấy và cả... Thật ra, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Em biết chủ tịch vì anh ấy là người đã đụng vào em, sau này mới biết là làm cùng công ty. Còn việc em ở chung nhà là do em giúp việc, em không có tiền thuê bên ngoài. Này, em muốn hỏi anh cho ứng trước một tháng để em dọn đi luôn. Vĩ Đình mặt mũi tươi tỉnh, không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Cậu định một lát tan làm sẽ dẫn cô đi kiếm một nhà trọ luôn. Sau lần ra mắt hụt hôm bữa, Vĩ Đình vẫn cứ nghĩ mẹ cậu sẽ không ưa Kỳ Hân. Vậy mà hôm sau, bà liên tục nhắc cậu đưa cô ấy về chơi. Thái độ của bà mau mắn, hồ hởi, khác hẳn cái hôm đầu gặp mặt. Vĩ Đình cũng không hiểu mẹ cậu muốn làm cái gì. Gặn mãi thì bà thú nhận đó là con gái của một người bạn cũ. Người đó bà mang ơn cả đời nên chấp nhận Vĩ Đình quen Kỳ Hân. Mong muốn cho hai đứa sau này có thể tiến tới hôn nhân. Cậu nghe những lời mẹ nói mà sướng muốn phát điên. Nhưng khi thấy Kỳ Hân bước lên xe của Minh Quân để cùng cậu ấy ở chung, thì Vĩ Đình thấy trời đất như sụp đổ. Cậu không muốn cô gái này phải chịu đau khổ. Cậu không muốn thảm cảnh 6 năm trước lặp lại. Những tấm hình của Kỳ Hân được người lạ gửi vào máy cậu. Lúc đầu, Vĩ Đình còn bán tín bán nghi. Nhưng khi chính miệng cô gái này thừa nhận, thì cậu lại có một niềm tin bất diệt. 6 năm trước là cậu nhu nhược nên đánh mất Ngọc Quyền. Nhưng lần này, cậu sẽ không có đứng yên một chỗ nữa. Vĩ Đình mỉm cười trìu mến. Được, anh giúp em. Vấn đề chuyển nhà coi như bước đầu đã thành công, nhưng Kỳ Hân vẫn thấy trống trải buồn rầu. Cô không có nhiều đồ, mấy bộ đồ ở biệt thự cũ. Hôm qua cũng là do Minh Quân mua cho cô mặc tạm. Cô hiểu rằng nếu ở chung như vậy, sẽ vô tình phá vỡ tình cảm của gia đình họ. Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, không muốn trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Tình yêu và thù hận, tác giả Mộc Miên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 4.